dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với người dân thành phố Cảng. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa đi thăm tặng quà gia đình người có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hải Phòng với kỳ vọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng khó khăn, đồng thời tạo cú hích cho đào tạo nghề phát triển. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, hưởng thọ 80 tuổi. Đây là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Và với người dân thành phố Cảng, trong những lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng, Tổng Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng về sự phát triển của thành phố. Dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt trong 3 nhiệm kỳ từ khóa 11 năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến to lớn đối với công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dân tộc Việt Nam của chúng ta thì có truyền thống đoàn kết lâu đời trong việc chống giặc ngoại xâm cũng như bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin chắc rằng không một khó khăn nào nhân dân ta không vượt qua, mà không một cái trở ngại nào chúng ta không khuất phục được. Cho nên tôi tin rằng mặc dù khó khăn thách thức, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhân dân ta tin tưởng đoàn kết nhất định chúng ta sẽ thành công. Thì nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Ban chấp hành Trung ương thì chúng ta đã thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng trong nhiều năm vừa qua. Thì hơn lúc nào hết thì trong cái giai đoạn hiện nay thì như vậy chúng ta phải có trách nhiệm vận động nhân dân thực hiện thật tốt các cái nghị quyết của Đảng. Thế và chúng ta phải đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong chi bộ, đoàn kết trong cấp ủy, đoàn kết với nhân dân để chúng ta thực hiện thành công cái nhiệm vụ. Với lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình nhiệm 3 nhiệm kỳ thì thực sự nhân dân chúng tôi thấy rằng là cái sự cống hiến, sự đóng góp của bác Trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước thực sự là rất lớn lao. Bác là một học trò xuất sắc, và vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, trong quá trình như là công việc từ khi thanh niên cho đến khi như làm những các cái việc đương qua nhiều cái chức vụ vậy, đến Chủ tịch nước rồi là về như là cao nhất là Tổng Bí thư, bác luôn luôn chăm lo đến nhân dân, đến đời sống của nhân dân, đến đất nước. Với người dân thành phố Cảng, tình cảm, sự tin yêu trân trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố với Tổng Bí thư trong vai trò lãnh đạo, gánh vác trọng trách to lớn với Đảng, với nhân dân vẫn mãi vẹn nguyên. Tâm sự với điều này thì trong trái tim tôi đang trào dâng một cái niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì có câu là thiện căn cũng ở lòng ta, cái tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Và khẳng định ngay rằng Nguyễn Phú Trọng là một người cực tài, trẻ tài giỏi mới chèo lái được con thuyền Việt Nam đấy. Cái tâm trong con người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiếm, và chính cái tâm ấy đã cho tạo ra, phát huy được cái thế của người có tài trong việc mà lãnh đạo. Với những gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm, đã nỗ lực, đã cống hiến cho đất nước, cho dân thì hơn ai hết bản thân tôi là một đảng viên trẻ cũng như thế hệ trẻ, chúng tôi sẽ luôn luôn biết ơn, quý trọng và ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương hết sức trong sáng và giản dị của Tổng Bí thư ạ. Khi biết tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, và đây là một cái niềm đau xót không gì có thể bù đắp được, tuổi trẻ chúng tôi sẽ cố gắng, xin hứa ra sức học tập và xây dựng tương lai đất nước ngày càng phát triển và phồn thịnh. Năm 2017, khi về thăm làm việc với thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những gợi ý dặn dò, chỉ đạo thành phố nhiều vấn đề hết sức sâu sắc và vô cùng thâm thía.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hải Phòng cần phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong đổi mới, phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Xây dựng thành phố Hải Phòng sớm trở thành thành phố càng xanh, văn minh hiện đại. Tinh thần đó đã, đang và sẽ được Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố hiện thực hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Hải Phòng. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vừa đi thăm tặng quà gia đình người có công trên địa bàn quận Dương Kinh. Đoàn tới thăm tặng quà ông Bùi Xuân Tám, sinh năm 1962, là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật là 63%, hiện ở tại phường Hải Thành, và ông Nguyễn Ngọc Thiết, sinh năm 1950, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện ở tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tri ân sự đóng góp, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chia sẻ khó khăn của các cá nhân do ảnh hưởng di chứng của thương tật, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến các thương binh, gia đình chính sách, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình vượt khó, vươn lên, ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này, tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố đã tiến hành chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng. Cụ thể, đến ngày 8 tháng 7 năm 2024, toàn thành phố đã rà soát thu thập thông tin của gần 120.990 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, trong đó có trên 93.870 đối tượng đã đăng ký tài khoản thanh toán. Tổng số kinh phí đã chi trả được hơn 270,7 tỷ đồng, trong đó các quận huyện Hồng Bàng, Dương Kinh, Ngô Quyền, Hải An đạt tỷ lệ 100% đối tượng được chi trả qua tài khoản trên số đối tượng thuộc địa bàn quản lý. Toàn thành phố phấn đấu trong năm 2024, 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đủ điều kiện được mở tài khoản và nhận trợ cấp qua tài khoản, bao gồm người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản. Tại ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, trong số các tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận, xem xét và thông qua có nội dung về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố. Kỳ vọng khi tờ trình được thông qua, nghị quyết mới ra đời không chỉ góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng khó khăn, đồng thời tạo cú hích cho đào tạo nghề của Hải Phòng phát triển. Nhiều năm qua, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng liên tục đổi mới trong công tác tuyên truyền về tuyển sinh, thu hút người học. Song cho đến thời điểm này, chỉ đạt từ 70 đến 80% lượng hồ sơ mới nộp vào. Trong số 12 ngành học, lượng học sinh đăng ký cũng chỉ tập trung vào 7 đến 8 nghề phổ biến. Một số nghề như xây dựng, hàn, nhà trường gần như không tuyển được học sinh. Công tác tuyển sinh của trường thì cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên thì có một số ngành nghề có thể nói hiện nay học sinh không đăng ký, không tham gia học, cũng có nhiều lý do. Ví dụ như các nghề trong nhóm nghề xây dựng, nhóm về nghề về cơ khí, chế tạo, chủ quan mà chúng tôi đánh giá có thể nói những cái ngành nghề này nó mang cái tính chất nặng nhọc, độc hại, vất vả. Theo chia sẻ từ lãnh đạo trường Cao đẳng Hàng Hải 1, với nguồn tuyển sinh chính của nhà trường, số đông từ những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khu vực nông thôn. Bởi vậy, nếu được hỗ trợ một phần chi phí học tập và sinh hoạt, đây chắc chắn là yếu tố quan trọng để nhiều phụ huynh học sinh từ vùng sâu, vùng xa lựa chọn Hải Phòng là nơi học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Trước thực trạng này, trong tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố lần này, nhiều nội dung khuyến khích cho người học, nhà giáo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được đưa ra. Nếu được thông qua tại kỳ họp lần này, thì nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố không chỉ là chính sách nhân văn hỗ trợ cho học sinh sinh viên tham gia học tập, mà còn mở rộng quy mô, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo cú hích cho giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề phát triển, giúp thay đổi nhận thức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và đất nước.
Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc được triển khai từ tháng 3 năm nay và nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình từ các trường phổ thông trên địa bàn thành phố. Với tổng số hơn 30.100 bài dự thi từ 471 trường, ban tổ chức cuộc thi cấp quận huyện đã chấm và lựa chọn 55 bài xuất sắc tham gia vòng thi sơ khảo cấp thành phố. Ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố đã chấm chọn 36 bài thi đạt kết quả cao là đại diện cho các đại sứ văn hóa đọc của thành phố Hải Phòng năm 2024 và gửi 6 bài dự thi đạt số điểm cao nhất tham gia vòng thi trung khảo cấp trung ương. Các bài dự thi thể hiện tình yêu sách của bản thân thông qua việc chia sẻ những cuốn sách yêu thích, truyền cảm hứng, hướng đến lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Nhiều bài dự thi viết được đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức, trang trí đẹp mắt, sáng tạo. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 là hoạt động dành cho các em học sinh sinh viên trên toàn quốc, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, khả năng sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay, 16 & Life. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.